mày nghĩ sao vậy? Mày nghĩ sao vậy em? Thì người ta bận bố đồ như vậy, mày bận bố đồ như vậy mà mày đòi đi chung với người ta. Đúng rồi. Mất hình tượng của người ta hết rồi sao? Đúng rồi. Mày đi sống rồi nó đang cũng căng đó. Đúng rồi. Để tao lại tao kêu Nguyên lấy điện thoại lại quay Thảo trên đăng lên Facebook, đăng lên mạng.